Bây giờ hai nhà đã có cái lá dâu. Bây giờ mình sẽ phải làm cái gì với cái lá dâu này? Đây. Con tầm á. Đem ra chợ côn trùng bán được á. Trong thời gian 15 phút con phải giúp người nuôi tầm vệ sinh một nong tầm của đội mình theo quy định. Nếu con thực hiện công việc một mình thì được 2 điểm. Nếu cha cùng làm với con thì chỉ được 1 điểm. Cái này vô để con. Hỏi à đi, con mang găng tay. Con sẽ thử này coi. Chứ có mang găng tay thì dễ rồi. Con này giống như trời côn trùng. 3, 2, 1, bắt đầu. Hai tay đi con, bốc hai tay. Bốc hai tay con. Con sợ lắm luôn á. Con sợ. Không, nếu con không làm thì tí phụ con làm, con vũ xuống. Hả? Nó đang bù đó đó. Đó. Rồi, nhanh tay lên. Rồi, bốc đã đi. Ngồi tóc hành. Bóc đại đi. Bóc đại đi con. Bóc 2, 3. Vậy thì con tiếp phụ con nha. Không, con tự làm đi. Tự làm, rồi. Rồi, con bóc 2, 3 con. Bóc đại 2, 3 con bỏ vô. Bóc đại đi. Bóc đại, con bóc đại nó đứng một chỗ mà nó đồng thời đại con đâu. Mạnh lên, mạnh lên. Bạn nhiều lắm, bạn nhiều lắm. Bóc đại lên.